Nghi vấn Hằng Du Mục lại bị chồng tương tác, cảnh sát đã có mặt tại nhà giữa đêm. Đêm 9 tháng 8, trên trang cá nhân Hằng Du Mục đăng hình con trai riêng của chồng là Dịch Dương cùng với dòng chia sẻ: "Cảm ơn con, dì nợ con một mạng người. Từ nay trở đi, gia đình Hằng có 5 người và Hằng chính thức có 4 đứa con trai ruột. Tất cả mọi thứ sẽ được sáng tỏ ngay thôi." Là trời! Ở trong đấy vẫn còn không? Em nghe lắm. Rồi biết rồi đó. Hồi khi mà bé tìm không thấy. Là một trong hai mặt hàng được dân tình săn đón nhất viên like của Hằng Du Mục ấy vậy nhưng đến khi mang sản phẩm ra để cho mọi người xem, review cho ai theo dõi like tin tưởng mà mua hàng thì Hằng Du Mục lại vô cùng sốc. Khi được người nhà thông báo rằng không tìm thấy những chiếc bánh trung thu mà Quang Linh đã tặng cho mình trước khi về Trung Quốc, nguyên một chiếc vali toàn đồ từ em giọt tặng chị giọt ấy vậy mà giờ không còn. Nhìn vẻ mặt hoang mang của Hằng Du Mục khi nói chuyện với người phụ like, dân tình cũng ngầm hiểu rằng những chiếc bánh ấy đã bị ai đó phát hiện ra và đem bỏ đi rồi. Cư dân mạng đặt ra nhiều giả thuyết, có lẽ vì chồng Hằng Du Mục vẫn không có thiện cảm với Quang Linh sau những ồn ào nên đã bỏ toàn bộ bánh và đồ nam vlogger gửi tặng Hằng Du Mục. Nhìn biểu cảm bất lực muốn khóc của Hằng Du Mục trên live mà dân tình không khỏi xót xa. Kể từ khi ồn ào cũng chồng xảy ra, Hằng Du Mục mỗi lần live là lại vô tình có những điều bất ổn. Không phải hoảng sợ khi phát hiện chồng về, những vết bầm trên cơ thể, rồi giờ thì hàng mẫu, quà tặng cũng bị giấu hay bỏ đi đâu mất. Cô cũng chỉ ngậm ngùi thông báo rằng giờ bánh đã không còn để lên mẫu mong mọi người thông cảm. Dù đã trở về nhà ở Trung Quốc, song những mâu thuẫn với chồng vẫn khiến cho người hâm mộ lo lắng cho cô từng ngày. Đăng tải hình ảnh Dịch Dương lên trang cá nhân, Hằng Du Mục cho biết nhờ có Dịch Dương mà mình thoát được một mạng, xem như là cô đã nợ cậu con trai này. Nhìn hình ảnh những vết xước, bầm cả một vùng trên người của Dịch Dương, cùng dòng trạng thái mà Hằng Du Mục chia sẻ trên trang cá nhân, cư dân mạng cũng đoán được rằng cô và chồng đã xảy ra tương tác qua lại và Dịch Dương đã kịp thời đỡ giúp nữ TikToker. Chưa hết, cô còn làm mọi người lo lắng khi đăng story clip có tiếng khóc nấc của mình cùng xe của lực lượng chức năng đang đến nhà. Hằng Du Mục cũng thông báo luôn đến những người theo dõi rằng từ giờ mình sẽ có 4 người con trai ruột. Chỉ cần nhìn cái cách Dịch Dương và Nhất Dương, tuy là con riêng của chồng nhưng lại yêu thương và bảo vệ cho Hằng Du Mục là biết rằng tình cảm mẹ con thân thiết thế nào. Nữ TikToker còn nói thêm, trong thời gian tới mọi chuyện về những ồn ào của cô với chồng cũng sẽ sớm được làm sáng tỏ mà thôi. Trước hình ảnh và dòng trạng thái được Hằng Du Mục chia sẻ trên trang cá nhân, dân tình không khỏi lo lắng cho cô cũng như các con. Không phải lần đầu tiên Hằng Du Mục xuất hiện với những vết thương hay sự cố do chồng gây ra. Gần đây nhất là cả vali quà tặng cùng bánh của Quang Linh bị vứt mất, rồi thì hình ảnh cô cùng những vết bầm trên cơ thể, lần này may mắn hơn có Dịch Dương giúp cô. Ấy thế nhưng chẳng biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Thế nhưng dù ra sao thì giờ đây Hằng Du Mục ngoài hai cậu con trai thì luôn có sự đồng hành cũng như giúp đỡ của Dịch Dương và Nhất Dương, có vậy người hâm mộ cũng an tâm phần nào. Giờ thì cũng chờ Hằng Du Mục làm sáng tỏ mọi chuyện và hy vọng rằng những hình ảnh đầy sự bất ổn này sẽ không còn xuất hiện nữa.